Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một công thức làm đẹp so với Botox gấp triệu lần bằng cái nguyên liệu là táo và cây cải. Trước hết chúng ta cần mài táo. Chúng ta cần bào nhuyễn táo nhé các bạn nhé. Chúng ta đã có nước táo. Bây giờ chúng ta sẽ lọc lấy nước cốt của táo, chiết xuất nước cốt táo. Cải chúng ta cần phải rửa sạch, sau đó chúng ta cắt nhỏ. Chúng ta cần đến máy xay điện. Chúng ta cho nước ép táo vào. Bây giờ chúng ta sẽ đi xay. Chúng ta đã có nước táo và rau cải. Bây giờ các bạn chiết xuất nước cốt của táo và rau cải. Chúng ta cần một thìa bột bắp. Chúng ta cần một thìa nước cốt chanh. Chúng ta cần một cái nồi và đổ hỗn hợp vào đó. Chúng ta đun trên bếp nhỏ lửa các bạn nhé. Và khuấy tay đều liên tục. Khi chúng ta nhận được một hỗn hợp sệt rồi thì các bạn tắt bếp. Rồi chúng ta đã có nước táo ép và nước rau cải. Bây giờ chúng ta cần một cái bát sạch. Chúng ta cần 2 thìa. Tùy lượng các bạn nhé, từ 2 đến 3 thìa. Chúng ta làm bước tiếp theo. Chúng ta có gạo trắng. Gạo trắng này rất giàu collagen, dưỡng cho da không bị chảy xệ và thu nhỏ lỗ chân lông, làm trắng da. Chúng ta cần 1 thìa. 1 thìa hạt lanh. Chúng ta 1 cốc nước. Sau đó chúng ta nấu trên bếp. Chúng ta đun sôi kỹ hạt lanh với gạo ở trên bếp. Bây giờ chúng ta đã có hạt lanh và gạo đã nguội. Bây giờ chúng ta sẽ chiết xuất lên nước cốt của hạt lanh và gạo. Chúng ta dùng một miếng vải thưa và sau đó chúng ta sẽ lọc lấy cái nước. Chúng ta chiết xuất lên cái nước cốt của hạt lanh và gạo.
Rồi chúng ta có chiết xuất của nước hạt lanh. Sau đó chúng ta cũng cho lượng hạt lanh và gạo là 4 thìa. Chúng ta cần 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu dừa. Rồi, bây giờ chúng ta trộn đều hỗn hợp. Rồi chúng ta đã có tinh chất. Các bạn thấy chưa? Đó. Còn cách sử dụng, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái tinh chất táo, rau này lên chỗ vùng da sạch của chúng ta. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn áp dụng lên cả da dưới mắt, da cổ, da mặt. Và sau đó chúng ta hãy massage. Chúng ta massage từ 5 đến 10 phút và để có thể các bạn có thể để hỗn hợp qua đêm đến sáng ngày hôm sau các bạn rửa lại bằng nước ấm. Hoặc các bạn hãy để tinh chất này 30 phút, sau đó chúng ta hãy đi rửa bằng nước ấm và các bạn tiếp tục làm các bước dưỡng bằng hoa hồng. Bằng các bước dưỡng da để giữ ẩm cho da. Xong lần sử dụng thì các bạn sẽ cảm thấy rằng